được sinh ra là một á thần và sau đó trở thành một vị thần đúng nghĩa. Song chúng ta vẫn không ngừng tự hỏi rằng liệu Kratos có bất tử hay không? Vị Spartan này từng là người đã đánh bại nhiều kẻ được coi là không thể động tới, thậm chí còn sống sót như trêu đùa với cái chết vậy. Vậy thì chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng Kratos là bất tử. Thế nên câu hỏi đúng phải được đặt ra ở đây là Kratos bất tử đến mức nào? Và phá đảo ở đây là để trả lời câu hỏi đó cho các bạn. Mình là Minh Tâm và đây là Phá Đảo. Death can have me when it earns me. Như mình vừa nói thì Kratos bất tử, nhưng bạn có để ý là qua các phần chơi thì Kratos vẫn già đi đúng không? Tại sao nhỉ? Mình cá là cũng không có nhiều người thực sự biết về câu trả lời cho thắc mắc này. Vậy nên trước khi mình kể cho các bạn lý do tại sao Kratos lại già đi thì anh em cần phải hiểu rõ hai điều này nhá. Là đầu tiên thì mọi người phải hiểu rằng tính bất tử của các vị thần Hy Lạp chắc chắn sẽ khác với các vị thần Bắc Âu. Thứ hai là khả năng trời phú này của Kratos cũng là rất đặc biệt và không hề giống như các vị thần tại đền Parthenon Hy Lạp. Sau khi hiểu rõ hai vấn đề trên thì chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu thôi. Để lý giải được vì sao Kratos của chúng ta lại ngày càng già đi, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của sức mạnh bất tử này. Nhưng trước khi bắt tay vào việc đó thì hãy để mình giải thích với mọi người sự khác biệt của sự bất tử giữa những vị thần Hy Lạp và Bắc Âu cái đã. Những vị thần Hy Lạp, Titans hay bất kể thực thể nào khác từ Pantheon đều được phép giữ lại sự bất tử bằng cách sử dụng hai thứ là Ambrosia và Nectar, mà ta có thể hình dung chúng là đồ ăn thức uống rất cao cấp và chỉ dành riêng cho thần giới mà thôi. Những ai sử dụng cao lương mỹ vị này sẽ được cung cấp một sức mạnh rất trời phú. Khả năng miễn dịch và máu thì được làm từ Ichor, hiểu nôm na là chất dịch màu vàng trong mạch máu của thần giới. Tuy nhiên, những điều mình vừa nói trên không bao gồm rằng những kẻ đó sẽ không bị già đi cả. Ambrosia và Nectar về cơ bản chỉ khiến cho quá trình lão hóa bị chậm đi và đồng thời cung cấp sức mạnh cũng như thể lực khiến cho việc già đi chỉ là điều vô dụng mà thôi. Những vị thần Hy Lạp lúc sinh ra thì đã có dòng máu Ichor chảy trong huyết quản. Vậy nên khi mà họ bị giam giữ ở bên trong bụng của Titan Kronos, họ đã không hề thiệt mạng ngay lập tức như Kronos đã dự trước. Mặt khác, những vị thần Bắc Âu thì lại phải phụ thuộc vào những quả táo thần kỳ có tên Idun khi chúng có thể làm chậm quá trình lão hóa và có tác dụng na ná như Ambrosia và Nectar bên Hy Lạp vậy. Thú vị thay, những quả táo xanh này thực chất là những vật phẩm mà Kratos đã nhai trên đường từ suốt phiên bản 2018 cho đến tận Ragnarok nhằm gia tăng sức lực. Mặc dù trong game thì táo nhập Bắc Âu này không cho khách hàng như Kratos sự bất tử, thì khi nó dung hòa với máu của Kratos, lúc này là Ichor mà mình đã nói ở trên, thì xảy ra một loại phản ứng hóa học hoặc phép thuật nào đó mà đã khiến Kratos đơn giản là tăng thanh máu thay vì khả năng bất tử như thứ ông vốn có trước đó. Thực ra về mặt gameplay thì rõ ràng Kratos vẫn bất tử mà, duh. Nhưng nếu để Kratos bất tử theo kiểu đánh hoài mà không mất máu thì chả còn gì hay nữa đúng không? Nói đến lúc này, có thể vài anh em sẽ thấy lấn cấn mà hỏi rằng vì sao những vị thần Hy Lạp lại có máu màu đỏ chứ không phải màu vàng Ichor như trong các phiên bản game cũ trước đây? Well, điều khác biệt duy nhất khi mang đến món quà trường danh bất tử này chính là nằm ở những người tôn thờ các vị thần Hy Lạp. Nói cách khác thì nếu một vị thần mà không có ai thờ phụng thì đơn giản là họ sẽ chết thôi chứ họ không có được bất tử đâu nhá. Và để trả lời cho câu hỏi của bạn thì có thể vì các vị thần Hy Lạp đã đạt được sự tôn sùng của rất nhiều thần dân và họ cũng chả cần đến Ambrosia và Nectar nữa. Các vị thần nơi đây cứ thể chỉ đơn giản dựa vào những kẻ tôn thờ họ, những lời cầu nguyện và sự hy sinh của họ để duy trì sự bất tử đó. Và đó cũng là lý do máu của các vị thần này đã trở lại với màu ban đầu là màu đỏ. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa thể giải thích được tại sao chiến thần của chúng ta lại đang già đi rõ rệt. Liệu việc thiếu Ambrosia và Nectar hay táo Idun khiến cho Kratos không phải là một vị thần trọn vẹn có sức mạnh đó? Không rồi. Ngay cả khi Kratos thưởng thức Ambrosia và Nectar, nhai hết cả rừng táo Idun đi nữa, thì ông vẫn sẽ già đi như bao vị thần khác mà thôi. Bởi vì đơn giản thôi, bản thân Ambrosia, Nectar hay táo Idun sẽ không làm giảm quá trình lão hóa mà chỉ ban tặng sức mạnh bất tử mà thôi. Thậm chí việc già đi cũng không hề ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm tính của Kratos một chút nào cả. Đúng như vậy, Kratos già đi cũng chẳng thể làm ông ấy trở nên chậm chạp hoặc yếu đuối hay rầm cầm gì cả. Tuy nhiên thì mọi người,
chúng ta đang không nhìn vào một bức tranh tổng thể ở đây. Bản chất sự bất tử của Kratos rõ ràng là không bình thường một tí nào cả. Việc ông ấy bất tử là vô điều kiện. Kratos sẽ luôn sống mãi mãi, không giống như những vị thần mà chiến thần chọc gặp phải. Những kẻ có khả năng một khi đã ra đi là không quay về bờ được nữa. Tuy nhiên, nhiều anh em sẽ cho rằng mình đang luyên thuyên vì trong Ragnarok mới nhất, chẳng phải Thor đã khiến cho Kratos có thể là chết hẳn và rồi hồi sinh lại ngay lập tức hay sao? Oh no. I say when we're done. I'm not leaving till I see the real you. Get up! Sự bất tử của Kratos trong các phiên bản trước đó là khi mà anh ta đang là chiến thần chiến tranh vĩ đại của Hy Lạp, và nó có thể bắt nguồn từ 3 điều sau. Một là ambrosia và nectar mà Kratos đã sử dụng. Hai là những kẻ tôn sùng và thờ phụng vị thần của chúng ta. Hoặc là ba, lời nguyền mà Kratos đã bị ám. Và mình tin rằng câu trả lời rõ nhất chính là ba điều này. Và tại sao vậy? Bởi vì sự bất tử của Kratos không phải là sự bất tử bình thường. Từ một đoạn văn trong cuốn tiểu thuyết God of War của nhà văn Matthew Stover, ta biết được rằng Athena muốn lợi dụng Kratos để tiêu diệt Ares, vì bà ta sợ rằng nếu chính tay bà ta giết Ares, một kẻ có cùng dòng máu với mình, thì Athena sẽ bị dính lời nguyền bất tử của Gaia, mẹ trái đất. Vì vậy, rất có thể sau khi Kratos tiêu diệt Ares thì Gaia đã không ngần ngại cho đứa cháu của mình là Kratos lời nguyền tưởng chừng như tốt đẹp này. Kratos có thể chết, nhưng ông ta không thể chết vì sự già cỗi của mình. Chiến thần này đã bị nguyền rủa sẽ tồn tại trên cõi đời này mãi mãi, nhưng trong khoảng thời gian đó, Kratos vẫn sẽ bị tổn thương trước những thứ như cái chết, thương tích, thậm chí có thể là bệnh tật hoặc phép thuật nữa. Nói cách khác, đây chính là vẻ đẹp của lời nguyền mà Kratos sở hữu, vẻ đẹp của sự bất tử có 102 này. Nó không chỉ đơn giản là Kratos không thể chết, Kratos sẽ sống mãi mãi. Không, điều này chẳng phải quá dễ dàng đến mức tầm thường so với một vị thần có danh chiến tranh hay sao? Đúng, Kratos sẽ sống mãi mãi, ông ta sẽ sống trên cõi gian này như một xác sống thở hổn hển. Nhưng điều đó thì không có nghĩa là ông không thể chết trong quá trình đó, không có nghĩa ông sẽ không thể bị đánh bại hoặc già hóa cả. Đó chính là lý do tại sao tất cả chúng ta, anh em game thủ đều rất yêu quý Kratos. Không chỉ đơn thuần là ông ấy ngầu ra sao, mà bởi vì khi sát cánh cùng nhân vật này, nó không hề chỉ rõ ràng như trắng và đen nữa. Ông ấy là một nhân vật phức tạp, đầy chiều sâu, và cũng là lẽ tự nhiên của ông mà thôi. Cảm ơn các anh em đã xem hết video của Phá Đảo. Nếu như anh em thấy hay thì hãy nhấn like và cũng đừng ngần ngại cho Phá Đảo một nút subscribe để ủng hộ cho chúng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.